ở nơi đây coi như là đồng đạo mới đeo lên hỏi coi như là thú nghêu, là cái tình của con người sống trong cái thời buổi đó ra sao. Thưa chứ quý vị, như vậy thì trong cuốn toàn bộ sấm thi giáo lý của Đức Thầy, Đức Thầy nhắc lại rất nhiều, Đức Thầy nhắc lại rất nhiều trong cái vấn đề qua cái cụm từ là thú nghêu. Thưa cô bác anh em chứ đồng đạo, cho nên chỗ này đồng đạo mới nêu lên hỏi qua cái ý chính thôi. À, bây giờ thời xưa thời buổi thứ nghiêu là cái thời xưa đó thời kỳ nào, thưa chưa quý vị. Như vậy thì bây giờ nếu nói qua cái lịch sử của Trung Hoa thì bây giờ coi như là bắt đầu trong cái thời kỳ đầu tiên hết, tất nhiên là tam hoàng bắt đầu mới đến thời kỳ của ngũ đế rồi mới đến thời kỳ của tam vương, nghe không? Rồi tam vương sau đó bắt đầu mới chuyện dài xuống đó cô bác anh em chứ đồng đạo, mới đến cái thời kỳ của nhà Tiền, nhà Tống, nhà Đường gì đó dân dân, coi như là sau này coi như là có rất nhiều coi như là cái nước mà trong khi đó không thể phân biệt hết được. Nhưng ở nơi đây coi như là qua thời kỳ tam hoàng, tức là thiên hoàng, địa hoàng và nhân hoàng, qua đến cái thời kỳ ngũ đế đó, tất nhiên là trong đó là đế Nghiêu, đế Thấn, Chiếu Hiệu, Chiên Húc và đế Cốc, tất nhiên là trong đó là thời kỳ của ngũ đế. Hết hoàng tới đế, hết đế rồi tới vương. Nhưng mà ở đây đồng đạo chỉ hỏi coi như là qua cái thời kỳ của tam hoàng và thời kỳ của ngũ đế, nhưng mà nói qua thời kỳ của ngũ đế thôi. Thưa quý vị, vậy thì bây giờ ngũ đế tất nhiên là trong đó là đầu tiên tất nhiên là đế Nghiêu và đế Thúc. Thưa chứ quý vị, mà đồng đạo mới hỏi qua cái thời kỳ đó làm sao. Thưa chứ quý vị, thở xưa thời buổi Thứ Nghiêu, Thái Bình Thạnh Trị, mến yêu kháng tình. Cho nên thời buổi của thời kỳ của Nghiêu và của Thứng trong thời kỳ đó, cô bác anh em dân đạo, không dùng vương đạo để mà trị dân, không dùng bá đạo để trị dân, mà chỉ dùng nhân nghĩa để trị dân thôi. Cho nên cái thời kỳ đó không có dùng có như là luật lệ, mà cũng không dùng pháp luật, mà cái chỉ dùng nhân nghĩa. Ông vua coi như là nhân nghĩa như vậy đó, mà tất cả thần dân bá tánh trăm họ đều nghe theo hết. Thưa chứ quý vị, cho nên thời kỳ coi như là tam hoàng là thời kỳ thái hòa, mà thời kỳ ngũ đế nó tất nhiên là thời kỳ cực hảo, mà tam hoàng ngũ đế tất nhiên là thái hòa cực hảo, tất nhiên thời kỳ đó là thời kỳ hòa hảo. Con người chúng ta sống trong thời kỳ đó rất là an vui và hạnh phúc của bác anh em chứ đồng đạo. Ở thời kỳ đó của rơi không kẻ lượm, nhà ngủ khỏi than gài, trong thành phố đến ngoài thành, trong á, là trường phố đến ngoài thành phố chứ, không còn nghe thấy kẻ gian manh, ở chỗ nào cũng được an lành đạo đức dẫn dân sanh đến đó. Sự sống ấy nếu chưa được có thì đời chưa tiến bộ chút nào. Cho nên ở đây coi như là nó muốn nói qua cái thời kỳ đó, thời kỳ con người sống rất là an lạc hạnh phúc. Chính vì điều đó nên chi Đức Thầy mới nhắc nhở cho chúng ta, đó là Đức Thầy muốn đem lại cái cõi đời hạ quân coi như là mạt pháp này. Thời kỳ này con người rối loạn hết rồi, con người bại lý thương linh hết rồi, cho nên Đức Thầy mới nói là bút lông dẹp giới dĩ nghiêng, thấy vào bút sách cũng viết mực tròn, lần lần thấy đạo si mòn nền xưa hiếp cũ, hỏi còn mấy ai nên ta thở ngắn than dài, cúi đầu lại Phật niệm hoài mấy cập suy hết rồi không còn. Chính vì không còn cho nên Đức Thầy mới nói là nên ta đem đạo đức duy trì gìn tục cổ để người chẳng gọi. Đem cái đạo đức duy trì lại là cái đạo đức có phong quá thuần phong mỹ tục. Cho nên Đức Thầy mới đem lại, tất nhiên là muốn nói cho tất cả mọi người sống trong hiện tại đây là Đức Thầy có cái bổn phận để đem con người chúng ta trở lại cái đời sống khi xưa giống như thời kỳ của Nghiêu Thấn. Thưa cô bác anh em trần đạo, thưa chưa quý vị, nên Đức Thầy có lần đi dạo Lục Châu, có người hỏi Đức Thầy ở nơi đâu, Đức Thầy mới trả lời rằng: hỏi ông người ở đâu rài, trả lời rằng ở Non Cài Vô Nghiêu, tới đây trong dạ buồn hiu bỏ ghe đi cũng đánh liều chưa thôi. Như vậy là Đức Thầy muốn nói cho chúng ta biết, hỏi ông người ở đâu rài, trả lời rằng ở Non Cài Vô Nghiêu. Tất nhiên hồi xưa ông là ông Nghiêu, ông Thính trong thời kỳ đó, là Đức Thầy muốn nói là ngài là người xưa trở lại và muốn đem cho tất cả các chúng sanh trở lại cảnh thái bình an lạc giống như thời xưa, giống như thời xưa các bác anh em chứ đồng đạo. Còn mà cái tích của cái chuyện ông vua Nghiêu mà ông vua Thúng nó nghe là kể coi như là nó cũng rất như là dòng dài, và có thời gian nữa chúng tôi sẽ kể.
những cái chuyện coi như là Du Nghiêu, Du Tấn quý vị nghe, nhưng mà chúng tôi xin kể gọn cái ý chính vậy thôi. Ông Du Nghiêu tất nhiên là trong cái thời kỳ của Đường Nghiêu, cũng gọi là cái Đường Ngu trong cái thời kỳ đó, coi như là cái ngôi vàng lại cho ông Du Tấn luôn, cô bác anh em dân đạo. Bởi vì hồi xưa có cái câu gọi là truyền hiền bất truyền tử, có nghĩa là truyền ngôi là truyền cái người hiền, chứ không có chuyện coi như là cái người con mà không có hiền là không có chuyện được. Vì vậy cho nên cuối cùng ông Du Thúng ấy, ổng được ông Du Nghiêu truyền lại. Cho nên bây giờ hôm nay muốn nhắc qua cái thời kỳ của Du Nghiêu Thúng là muốn nhắc lại cái thời kỳ Thượng Quan Thánh Tức, thấy không? Cho nên hôm nay Đức Thầy mới nhắc qua hai câu này: thở xưa thời buổi Thúng Nghiêu, thái bình hạnh trị, mến yêu kháng tình. Như vậy thì sau này nếu như mà chúng ta coi như là trở lại cái cảnh đời mà Thượng Quan Thánh Đức cái hen, thì nó cũng giống như thời kỳ của Nghiêu Thính. Nên Đức Thầy coi như là nhắc lại cho chúng ta đấy hen, là ngỏ lời khuyên nhân loại khắp gần xa, ráng tu tỉnh hưởng đời chung cực lạc. Trên cõi Phật mùi hương thơm bát ngát, dưới quân thần phụ tử khải hoàng ca, ấy là sông bốn biển hiệp một nhà, không ganh ghét biết câu thù hận quán. Trên kẻ trí lấy công bình phán đoán, dưới dạng dân trăm họ được im lìm, trẻ với già nhìn hai chữ từ khiêm, không còn thấy loạn lưng đền căng kỵ. Đạo tâu chúa chặt nhìn câu trung thị, đạo thầy trò khắc cốt dứt di xương, đạo cha con chặt chẽ chữ miên trường, đạo chồng vợ thửng hòa cho đến thác. Đó là thời kỳ của Nghiêu Thính. Thời kỳ của Nghiêu Thính nó là vậy không? Rồi biết lễ nghĩa kính yêu cùng cô bác, nội tông cùng ngoại tổ với cậu gì, thêm kính nhường anh chị kẻ cố chi, mắt chẳng thấy lũ trang phi xạo trá. Rồi đạo bà bè bạn bất phân nhân, với ngã chữ nghĩa tình sắt đá, mãi bền gan trên non tiên văn, giảng tiếng phụng hoàng Phật tiên thánh an ban cùng định quán. Đây là thời kỳ Nghiêu Thính, không? Thời kỳ Nghiêu Thính nữa là như vậy đấy. An ban cùng định quốc là đời sức thánh tỏ bài, câu tiêm tất kháng giữ gìn kẻo mất, chống hiền sư dẫn thói hư tật xấu, phải ngăn chừa sao sẽ thấy người xưa tương tận mắt. Tất nhiên là thời kỳ đó đó ông ta. Thời kỳ mà nãy giờ chúng tôi đã trình bày, tất nhiên là cha ra cha, mà con ra con, như là chồng ra chồng, mà vợ ra vợ. Tất nhiên thời kỳ có đạo lý linh thường, và con người sống rất là thái bình an lạc, không có tất nhiên là hoàn cảnh sống như thời kỳ hỗn độn giống như thời kỳ bây giờ. Thời kỳ bây giờ cũng hiếp lúc con còn giết mẹ dành của tiền, cốt nhục giết nhau, tranh lợi tranh giết lẫn, đồng bào tình huynh đệ phân chia yểm bách, coi như là trong khi đó là giết lẫn với nhau không kể gì lương thường đạo lý, không? Tất nhiên đó là thời kỳ có Nghiêu Thính. Như vậy thì bây giờ hôm nay Đức Thầy ra đời có trách nhiệm thiêng liêng là muốn đưa tất cả các chúng sanh ở trong thời kỳ hạ quân mật pháp này sau này sẽ trở lại dạ thời kỳ Thượng Quan Thánh Đức, mà thời kỳ đó là trên vua minh chánh cầm cân, dưới quan liêm tiết xử phân công bình quyền, cha quản xuất gia đình dạy con thể phép giảng dình hiếu chung. Tất nhiên là trong khi đó là cái thời kỳ nó là như vậy đấy cô bác anh em dân đạo. Như vậy thì bây giờ cái mơ ước đó thì Đức Thầy cho chúng ta biết những mơ ước hầu quy thượng cổ, thời hết câu ái ố dành hoa, phương nam rạng ngọc chó là, lưu ly hổ phách mấy tòa đại cung, người dành cho kẻ lòng trung chánh trực, quân cần thần náo nức như tươi liên hoa, đua nở nụ cười rước đôi lưng đón chào người chân tu. Đó là cái cảnh đời Thượng Quan Thánh Đức, mà cảnh đó cũng gọi là cái cảnh Nghiêu Thính, mà cảnh đó cũng gọi là cái cảnh thời kỳ coi như là sau này là cái thời kỳ Thượng Lai, tức là cái thời kỳ của Hậu Long Hoa sắp tới. Như vậy thì qua câu này coi như là Đức Thầy đã muốn cho chúng ta biết là qua cái thời kỳ của Nghiêu Thính là như vậy. Người xưa trong thời kỳ đó là trời xưa, trời Nghiêu đất Thúng là dòng tay áo, mà đất Thúng voi cài thượng chỗ bông, có nghĩa là trong khi đó là rất như là cái cảnh rất là an lạc của các anh em chứ đồng đạo. Còn hôm nay Đức Thầy mới nói lại trong cái bài Bóng Hồng đó là quý vị mình coi như là nghe lại đi, trong khi đó Đức Thầy ra đời muốn đem lại cho con người sống trong thời kỳ Thượng Quan Thánh Đức giống như thời kỳ Nghiêu Thính. Thì cái người khác có ý đồ coi như là nó không chịu coi như là cho Đức Thầy làm cái bổn phận đó, cho nên Đức Thầy coi như là mới nhắc lại đó. Đức Thầy mới nhắc lại coi như là trong cái đoạn trong cái bài Bóng Hồng đó là tầm đồ lên kén sợ dê phá chuồn, nực cười cho lũ sói muôn, đem điều cai nghiệp phá tù Thúng Nghiêu, không? Đem điều cai nghiệp phá tù Thúng Nghiêu, đánh sao phách lạc hồng siêu rã đời thân thể mang nhiều quả ương. Như vậy là cái tùn Thúng Nghiêu là cái tùn sau này, và cái đời Thúng Nghiêu tất nhiên là thời kỳ Thượng Quan Thánh Đức, là con người rất an lạc, rất là sung sướng, không còn khổ của bác anh em với đồng đạo. Đó là thời kỳ mà sau này Đức Thầy sẽ nhắc lại cho chúng ta ráng tu đi, sau này chúng ta sẽ được hưởng những cái cảnh thái bình an lạc đó. Thưa quý vị, qua chương trình nghi vấn chúng tôi chỉ tình tiết đôi chút, và trong khi đó cũng không có thể nói hết qua cái
ý nghĩa của nhân trong cái thời kỳ của Nghiêu Thứ, mà chỉ nói qua cái ý là sau này chúng ta sống trong thời kỳ Thượng Quan Thánh Đức cũng giống như thời kỳ Nghiêu Thứ mà Đức Thầy đã giới thiệu. Cô bác anh em dừng đạo. Vậy thì qua hai câu giảng này chúng tôi trình bày đến đây cũng xin tạm dừng và xin trả lại ý kiến của toàn thể chứ quý vị nếu có điều chi bằng thêm thì bàn, không có xin phép cho thông qua. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Tiêu đề kế tiếp chúng tôi đã diễn giải xong, kính mời quý đồng đạo đặt câu hỏi tiếp tục ạ. Kính mời Ứng Mẫm. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cũng lâu rồi cũng không gặp chú Tư, để hỏi qua chú Tư hai câu. Nghiệp tổ tiên con cháu rời bừa, học thói mới lăn lòn theo sở dục, mà Đức Thầy nghiệp như thế nào mà con cháu mà rời bừa như thế rồi theo sở dục như thế nào? Chú Tư xin phần thân trình do đồng đạo hai chung. Nam mô A Di Đà Phật. Chân thành cảm ơn chàng phó tay dân vậy quý vị ủng hộ cho tinh thần Phật Pháp. Và tiếp theo tiêu đề thứ ba mà được đồng đạo Mẫm nêu lên là nghiệp tổ tiên con cháu dài bừa, học thối mới lăn lòn theo sở dục, khắp thế giới binh lương cũ túc quyết tranh giành quyền lợi xé sâu nhau, thấy nhân sanh tu giọt máu đào lòng bác ái động tình rơi nước mắt. Thưa chứ quý vị, hai câu giảng được đồng đạo nêu lên chúng tôi được biết là được trích từ trong cái bài trao lời cùng ông Táo. Bài trao lời cùng ông Táo Đức Thầy viết á, là vào ngày mùng 3 tháng Chạp năm Canh Thìn năm 1940 Đức Thầy viết ở tại nhà thương Chợ Quán, mà đồng đạo chỉ nêu lên hai câu là nghiệp tổ tiên con cháu dạy bừa, học thối mới lăn lòn theo sở dục. Thưa chứ quý vị, rồi đồng đạo hỏi nghiệp tổ tiên là nghiệp nào mà con cháu dạy bừa, học thối mới là cái thối nào mới được mà lăn lòn theo sở dục? Thưa chứ quý vị, như vậy là cái nghiệp tổ tiên tất nhiên ở đây là cái tổ tiên ông bà của mình. Mà tổ tiên ông bà của mình á, là hồi xưa đó là như thế nào, rồi bây giờ nó ra sao, mà tại sao bây giờ là Đức Thầy lại nói qua câu này? Thưa cô bác anh chị em, như vậy là cái nghiệp tổ tiên là cái sự nghiệp đạo đức, nghe không? Tổ tiên tất nhiên là cái sự di truyền của ông bà của mình. Mà ông bà của mình cái nghiệp đó hồi đó là sao? Thôi bây giờ Đức Thầy nói đây. Đức Thầy nói là giống nồi thiệt cốt rồng tiên, mà nay lạc mất gương hiền nơi đâu. Giống nồi có nghĩa là tổ tiên của ông bà của mình hồi đó, thấy không? Giống nồi thiệt cốt rồng tiên tất nhiên là cái dòng giống Việt Nam của chúng ta, tất nhiên là con hồng cháu lạc, là con rồng cháu tiên. Giống hồng lạc kim chi ngọc diệp, nay đổi dời nhiều sự thấp hèn, đúng không? Cho nên cái nghiệp tổ tiên của mình đó, tất nhiên là muốn nói qua thể hiện là ông bà của mình, là người đi trước của mình, mà là cái người coi như hồi xưa tất nhiên là muốn chỉ cho coi như là con hồng cháu lạc, mà cũng là con rồng cháu tiên. Tốt lắm cô bác anh em chứ đồng đạo, tốt lắm. Vì vậy cho nên nhất Đức Thầy mới nhắc lại cho chúng ta biết cái hen, là giống nồi thiệt cốt rồng tiên mà nay lạc mất cương hiền nơi đâu, hoặc giả là cốt xưa thiệt giống lạc hồng, không? Cốt xưa thiệt giống lạc hồng, tất nhiên là giống như là hồng lạc mà đâu phải là vừa đâu. Như vậy bắt đầu mãi mãi theo trong cái thời gian có từ từ bắt đầu nó mất giống, mất gốc bắt đầu mới chạy theo lăng văn minh vật chất, chạy theo cái làn sóng của Âu Tây. Bây giờ chạy theo làn sóng Âu Tây đây, Đức Thầy mới nhắc lại cho chúng ta biết bây giờ là nghiệp tổ tiên con cháu dài bờ này, không? Quý vị mình nghe lại một đoạn cũng trong cái bài trao lời cùng ông Táo đây. Có phải là bị làn sóng Âu Tây làm cho đi mất đi cái gốc không? Bây giờ Đức Thầy mới nói. Đức Thầy mới nói coi như là ở thị thiền đua chen xứ khởi, không? Cũng trong bài trao lời cùng ông Táo. Ở thị thiền đua chen sướng khởi, những tuồng hư cho bọn gái lẫn trai, nào hút thuốc huyện hội gia trai, nào chùm đỉ ma cô nghề hút máu, ai để mắt xem đời chu đáo, chẳng khó than dùm dân tộc quá hư hèn, diện áo quần son phấn lắng chen, miễn cho mình được lên xe xuống ngựa, mãn điểm tô quy hoàng nhà cửa, ai khốn cùng để mặt đất trời xây, thấy nhân gian khuynh đảo tỏ bài, cho thượng đế lãm tường trong sanh chúng. Cái này có phải là nghiệp tổ tiên con cháu dài bừa không?
Tại vì hồi xưa coi như là ông bà cha mẹ của mình coi như là để lại cho cái đạo lý coi như là nhân linh con người đâu có chỗ hút thuốc phiện hậu giá trái không, đâu có chỗ mà cái chỗ là chùm đĩ ma cô nghề hút máu đâu. Bây giờ nó chạy theo làn sóng hết là dạy bừa rồi còn gì nữa không. À, cho nên bây giờ có đoạn đức thầy mới nói trong quyển 3 này quý vị mình nghe lại coi có phải coi như là nghiệp tổ tiên con cháu dài bừa không. Đức thầy nói cho chúng ta biết người xưa nó đại khinh chê ông cha hủ bại u mê hơn mình, tự do trai gái kết tình với lo trao sữa cho mình đẹp tươi, gái trai đến tuổi đôi môi chẳng kiên cha mẹ, nói cười lả lơi so hình sữa sắc chiều mơi, đang làm những chuyện trái đời vô liêm. Cớ sao chi cổ trọng kim phụ cha khoảng chúa lỗi niệm tôi có không. Còn đức thầy nói trong bài diệu pháp văn minh hay là nước văn minh chê đồ ấy nực mãn trao chia xác thịt thanh vai, có nghĩa là nó bỏ đi hết, nó bỏ đi coi như là cái như là cái nghiệp của tổ tiên nó trân trọng rồi không đâu còn đâu. À, cho nên đức thầy coi như là nên ta mới đem đạo đức duy trì gìn tục cổ để người chẳng rõ là gìn lại cái giao phong tục cổ của người xưa không. Ôi đời hiểm cựu nghinh tăng rùng rùng xóa bỏ Phật thần thánh tiên bỏ hết không còn. Cho nên đồng đạo hỏi câu này rất là chi tiết không, nghiệp tổ tiên con cháu dài bừa bỏ hết trơn không có còn gì chứ không còn nề nếp gia phong chứ không. Người học thói mới lăn lòn theo sở dục, bây giờ học theo thói mới không, văn minh sửa mặt sửa mày áo quần láng mướt ngày ngày ăn chơi dọn xem hình dốc lả lơi ra đường ăn nói những lời nguyệt hoa, trong tâm nhớ những điều tà lời ăn tiếng nói thiệt là quá lanh, xưng là đầu trẻ tuổi xanh chẳng trao hiền đức học hành làm chi, khôn ngoan thời những chuyện gì cũng là lừa dối vị thị dân quê không. Cái chỗ này là bỏ hết trơn, bỏ hết rồi đâu còn đâu. Chính bây giờ đồng đạo của mình đây nè, bây giờ mình cũng giữ lề lối được chút đỉnh thôi không, mặc cái áo bào ba cái quần lá nem thôi không, có không quý vị, giữ lại cái đầu tóc không, rồi giữ lại cái quần lá nem câu cho nó được chút xíu, còn mặc áo bào ba như vậy nè. Mà trong khi đó đồng đạo của chúng ta mà đi rồi đang ra đường ra thành phố ha, là có đi tham quan qua vùng ngoài rồi thời đất ơi không biết cái mấy ông này ở đâu mà xuất hiện không, coi cái hình giống không giống gì chứ không, cái nó chê không. Cho nên bây giờ là đua đầu theo văn minh vật chất cái hen, bây giờ nó phải đầu tóc áo quần láng mướt gì đó nhau, đầu tóc áo quần láng mướt chữ lăng khôn của quỷ của ma phải không, không? Chữ linh khôn của quỷ của ma chứ nó không có giống người ta, chứ ma chứ quỷ nó sinh người hung ác. Thì bây giờ quý vị mình thấy như vậy đó, thì bây giờ nó hiện tại bây giờ nó đã đa số rồi nói ra coi như nó đụng chạm dữ lắm, đụng chạm mực tàu nếu thắng thì tao, nếu không như ý như thế thì làm sao nên hình không. Rồi đức thầy coi như là nhìn lại cái tục cổ đó để tóc thấy không, rồi coi như là để tóc lại cho tất cả các tín đồ để mà biết được cái phong tục đó, cho nên đức thầy mới để tóc để mà thể hiện cho tín đồ để mà làm theo. Rồi đức thầy coi như là cũng mặc đồ bà ba dài hình thức như vậy đó để cho người tín đồ coi như là để mà làm theo gương hạnh của đức thầy, là đức thầy nhìn tục cổ đi người chẳng rõ mà nhìn theo cái người xưa sao. Thưa chị quý vị, vậy đó mà trong khi đó trong cái số tín đồ Phật giáo Hòa Hảo của chúng ta đó hen, bây giờ nó mặc áo bà ba cũng lai nữa, cái áo bà ba mà mai cũng hình thức bà ba mà cũng lai bà ba sơ vậy đó, coi cho nó hơi văn minh chút không. Còn cái quần lá nem gì chứ bây giờ nó thôi, giờ mặc cái quần lá nem thôi giờ không ấy là quần một ống gì không biết. Thì trong cái gì mai cái kiểu gì có không phải lá nem đó, mai có con đường đó là một đáy chứ quý vị, nó cũng là lá nem nhưng mà nó lai chút vậy thôi không. Thưa chứ quý vị, vậy thì bây giờ qua câu này đồng đạo hỏi rất là chí lý phải không. Tất nhiên là bây giờ qua cái chỗ nghiệp tổ tiên con cháu dài bừa, tất nhiên sau này tất nhiên là con cháu không có gìn giữ theo cái phong tục hồi xưa nữa của bác anh em chứ đồng đạo, mà chạy theo văn minh. Bây giờ nó khi nó chạy theo văn minh rồi nó mà lại còn chê ông bà của mình, ông cha của mình lần xưa là cái đó là xưa quá cổ hủ rồi ơi, cũ lắm cũ rồi, bây giờ văn minh bây giờ nó phải vậy. Cái văn này là văn thịt, văn xương, văn luôn bác ái tình thương đại đồng, văn con, văn vợ, văn chồng, văn lòng bác ái và văn lòng từ bi luôn, không còn cái văn hết luôn. Chứ thật văn minh là nó không bao nhiêu vậy, văn là vẻ đẹp mà minh là sáng sủa, văn minh là vừa vẻ đẹp mà vừa sáng sủa.
quý vị mình thấy coi như là người có mặc đồ nguyên một cái áo dài coi như là để tóc dài này kia rồi, đó là cái văn minh, mình thấy coi như là đẹp không? Không, nhưng mà không làm như vậy, không thật tiến bộ, không còn hung bạo, thật văn minh xây tạo hòa bình, lấy trí suy cho rõ sự tình đời, chứ thật văn minh tiến bộ. Về vật chất thì đua gần gỗ, còn tinh thần chưa có mở mang, thấy nhân tình quá đổi khô khan, lo cho kẻ thế gian bất ổn, cái này là không có. Thưa quá các anh chị đạo, vậy thì qua hai câu giảng được đồng đạo nêu lên là nghiệp tổ tiên con cháu dài bừa, tất nhiên hiện tại Đức Thầy ra đời năm 1939 thì Đức Thầy cảm thấy, nhận thấy rằng có nghĩa là tất cả các chúng sanh đã chạy theo làn sóng văn minh vật chất quá ư rồng, không còn có nghĩa là giữ cái này nếp giao phong được, nên Đức Thầy mới nói lên câu này để nhìn lại cái tục cổ, nhìn lại cái người xưa, để mà chúng ta sống lại giống như thời xưa của bác anh em chứ đồng đạo. Thưa chị quý vị, vậy thì qua hai câu giảng này chúng tôi trình bày đến đây cũng xin tạm dừng và xin trả lại cho vấn chủ dạy kiến với quý vị, nếu có điều chi bàn thêm thì bàn, không có xin phép cho thông qua. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật.